Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng ở Lạng Sơn và đang nhận được quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. Vụ việc đã khiến 16 người thương vong khi đang trong quá trình di chuyển về Quảng Ninh sau khi đi lễ cầu may ở Lạng Sơn. Đáng chú ý họ đều quen biết nhau, có những người cùng một gia đình, người mất con, người mất chồng mất vợ. Ai cũng cảm thấy kinh hãi khi nhớ về chuyến xe định mệnh ấy nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc của Lạng Sơn, lần đầu đi lễ cũng là lần cuối. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10, một xe chở khách hợp đồng 16 chỗ biển kiểm soát 14B 03657 đang di chuyển tại dốc rừng cấm, huyện Hữu Lũng, lý trình khoảng km 70 800, quốc lộ 1 tỉnh Lạng Sơn, thì bất ngờ đâm vào đuôi một xe đầu kéo chở xi măng hỏng máy đỗ bên phải đường theo chiều Lạng Sơn Hà Nội. Đáng chú ý, sau khi va chạm với phương tiện chở xi măng đang dừng đỗ, xe khách 16 chỗ tiếp tục va chạm và xe đầu kéo khác đi ngược chiều làn bên trái. Hậu quả vụ tai nạn khiến xe 16 chỗ hư hỏng nặng, phần thân xe bị đục một lỗ lớn, bốn hành khách được ghi nhận đã tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 11 người khác đã được đưa đi cấp cứu. Tối 31 tháng 10, Tổ 38 khu 4 phường Hà Trung thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh bỗng trở nên u ám tang thương bất thường bởi tại đây có hai gia đình đang làm lễ tang cho hai nạn nhân xấu số trên chuyến xe đi lễ đỉnh mệnh gặp tai nạn ở Lạng Sơn. Trong căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Thanh sinh năm 1952 tuổi nay đông nghịch người đến thăm viếng chia buồn chị Lê Thị Tuyết Hạnh có gái bà Thanh như là đi. Chỉ kể bố mẹ chị là công nhân hưu trí, điều kiện kinh tế cũng không có gì khá giả, nên chẳng mấy khi bà Thanh đi đâu chơi xa. Chị Hạnh nghẹn ngào cho hay. Nhà có hai chị em thì cậu út bên Nhật mấy năm nay, vợ chồng em cùng khu thỉnh thoảng chạy qua chạy lại với bố mẹ. Mấy hôm trước, mẹ bỗng bảo mẹ già rồi, chẳng biết đi được đâu nữa. Mấy bác hàng xóm cũng rủ đi Lạng Sơn tham qua một số đền, chùa. Mẹ bảo mẹ đi một hai ngày rồi về thấy mẹ muốn đi chơi, vợ chồng chị Hạnh động viên bà cứ đi chơi cho vui vẻ. Nào ngờ dạng sáng ngày 30 tháng 10, tiến mẹ lên xe đi chơi lễ, dạng sáng hôm sau nhận tin mẹ đã tử vong. Chị Hạnh nước nở cho biết, đến giờ đưa mẹ về đây rồi, em vẫn không tin vào tai mình nữa. Mẹ bảo mẹ đi một hai ngày rồi về, vậy mà. Ngay sau nhà bà Thanh là tang lễ của chị Bùi Thị Thủy, sinh năm 1970, cũng đang được gia đình tổ chức. Anh Bùi Duy Quân, sinh năm 1967, chồng chị Thủy đang bần thần đứng trước linh cữ của vợ. Anh Quân là một trong 10 người may mắn thoát nạn trong gang tấc và chỉ bị thương ở cánh tay phải và phải khâu hơn 10 mũi sau vụ tai nạn. Giọng thất thần anh Quân kể, đoàn đi lễ này hầu hết quen biết nhau vì thường cùng nhau tổ chức đi lễ, hầu đồng ở các tỉnh xa đoàn thuê ông Quách Đình Trọng, 57 tuổi, ở phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tài xế được cho rất cẩn thận, nhiều lần trở đi lễ an toàn chở đoàn. Anh Quân cho biết, vợ chồng tôi chuẩn bị đồ đạc cho đoàn từ chiều tối hôm trước đến dạng sáng 30 tháng 10. Khoảng 4 giờ 30, xe Hyundai 16 chỗ đón chúng tôi. Trong 15 người đi lễ, chỉ có 3 đàn ông, còn lại là các bà, các mẹ, tuổi 40 đến 75, đa số ở phường Hà Trung, thành phố Hạ Long. Ngày 30 tháng 10, đoàn đã tới lễ ở đền Kỳ Cùng, Chùa Thành, đền Mẫu Đồng Đăng ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, rồi vòng về huyện Hữu Lũng nghỉ ngơi. Tại Hữu Lũng, họ tiếp tục đi thêm 4 đến 5 đền chùa, điểm cuối cùng là đền Chầu Lục ở xã Hòa Lạc. Sau khoảng 2 tiếng hầu đồng tại đền Chầu Lục, đoàn lên xe ra về Quảng Ninh lúc 2 giờ ngày 31 tháng 10. Mọi người ngồi năm hàng ghế phía trước, phía sau chất đầy các thùng các tông đựng lộc hoa quả, bánh kẹo và quần áo hầu đồng. Ra đi được chừng hơn chục km thì gặp nạn. Anh Quân nghẹn giọng chia sẻ. Lúc ấy tôi ngồi bên ghế phụ, nhiều người trên xe lúc này vẫn còn tỉnh ngủ, nói chuyện vui vẻ. Xe xuất phát chạy được chừng hơn chục cây số thì bất ngờ tài xế đánh lái tránh xe đỗ ở ven đường. Tôi chỉ kêu ối một tiếng thì mắt mũi tối sầm. Sau định hình lại thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Người tử vong, người bị thương nằm la liệt. Tôi và mấy người bị thương hò nhau, hỗ trợ đưa mọi người ra ngoài. Vợ tôi không may là một trong số những người đã tử vong. Con trai anh Bùi Duy Quân là Bùi Duy Vương chia sẻ. Em làm việc ở Hà Nội, sáng sớm hôm xảy ra vụ việc, nghe tin bố mẹ gặp nạn, em bội vã lên Lạng Sơn. Vậy là từ nay em không còn gặp được mẹ nữa rồi, trong số 5 người tử vong trên chuyến xe thì anh Cao Văn Toàn sinh năm 1992 ở phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả là trẻ nhất. Anh Toàn được mẹ là bà Lê Thị Nhàn 53 tuổi rủ đi lễ cùng. Chuyến xe gặp nạn, bà Nhàn bị thương, gãy chân phải, còn anh Toàn tử vong tại chỗ. Qua cơn nguy kịch, nhưng bà Lê Thị Nhàn, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đau đớn khi mất đi người con trai là người đi cùng chuyến xe định mệnh bà nhàn nghẹn ngào chia sẻ hôm đó sau khi xong việc mọi người lên xe ra về ngay trong đêm để kịp sáng hôm sau đi làm vì người tham gia đoàn đa số là công nhân người lao động người ngồi trên xe này đa số là khách quen của nhà xe nên khá yên tâm hiện tại tôi bị thương nhưng lòng như lửa đốt vì đang có nguyện vọng xin về quê điều trị và phải về nhà lo hậu sự cho con trai xe đã đặt chuyến giờ mà tôi không đi được vì vỡ hết xương sườn anh Trịnh Văn Chiến, con bác ruột anh Toàn kể, em Toàn là con lớn trong gia đình, làm nghề lái xe tự do. Toàn ra đi khi chưa kịp xây dựng gia đình, tội nghiệp quá. Nạn nhân tử vong khác do chưa có người nhà đến nhận nên vẫn được bảo quản tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng. Vụ tai nạn đã khiến 16 người thương vong, trong đó 5 người tử vong và 11 người bị thương. Một số nạn nhân bị thương được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng Lạng Sơn. Đến chiều 31 tháng 10, trung tâm đồng ý cho ba người chuyển về quê ở tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi điều trị. Ba trường hợp khác bị chấn thương phần mặt sườn đang chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi. Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng Lạng Sơn cũng cho biết đã tiếp nhận 4 nạn nhân, các y bác sĩ đã mổ cấp cứu hai người bị thương nặng. Ca mổ thành công, một người xin chuyển về bệnh viện tại Quảng Ninh, một người điều trị tại trung tâm. Hai người còn lại xin chuyển lên bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Tối 31 tháng 10, ông Hoàng Quang Hải, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, phó Ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lạng Sơn, đang cư trú tại thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long. Tại mỗi gia đình, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ninh đã chia buồn với nhân thân có người tử vong, động viên những người bị thương tập trung điều trị để nhanh chóng bình phục. Số tiền Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ là 5 triệu đồng đối với người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương. Tại mỗi gia đình, Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh cũng trao số tiền do Ủy ban an toàn giao thông quốc gia hỗ trợ là 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương. Lực lượng chức năng bước đầu xác định vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cua dốc Trời tối, tầm nhìn hạn chế nên lái xe khách 16 chỗ đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới, sau đó va chạm tiếp với một ô tô đi ngược chiều. Kiểm tra hiện trường cho thấy vạch kẻ đường và hệ thống biển báo cơ bản đầy đủ, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, đơn vị quản lý tuyến đường là Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cần chỉ đạo nhà thầu là công ty cổ phần BT Hà Nội Bắc Giang ra soát để phát hiện, xử lý các bất cập liên quan. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh và sơ bộ cho thấy cả ba tài xế có phương tiện liên quan vụ tai nạn đều không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy và cả ba phương tiện đều còn hạn kiểm định. Tuy nhiên qua hệ thống dữ liệu giám sát hành trình, xe hợp đồng 16 chỗ đã ngắt kết nối dữ liệu lúc 4 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10, cách thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông 19 tiếng. Ông hùng đề nghị cơ quan công an trích xuất dữ liệu để làm rõ xe đầu kéo vận chuyển xi măng đã thực hiện đúng quy định về khoảng cách, biện pháp cảnh báo khi dừng xe hay chưa. Ai phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn khiến 16 người thương vong ở Lạng Sơn. Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở Lạng Sơn, dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết đây là vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Hậu quả khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Bởi vậy, ngoài việc hỗ trợ nạn nhân gặp nạn, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định lỗi của những người điều khiển phương tiện để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Theo ông Cường, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào sơ đồ hiện trường, dấu vết để lại trên hiện trường, xác định điểm va chạm, vị trí các phương tiện đặc điểm của đoạn đường, lấy lời khai của các tài xế, lời khai của người làm chứng để xác định khả năng quan sát của các tài xế, làm rõ tốc độ, hướng di chuyển, phần đường, làn đường, vị trí chiếc xe ô tô đầu kéo dừng đỗ và khả năng làm chủ tốc độ của các phương tiện còn lại. Đặc biệt sẽ làm rõ khả năng quan sát và làm chủ tốc độ của người điều khiển chiếc xe ô tô 16 chỗ. Trong đó làm rõ tốc độ, hướng di chuyển và thời điểm người lái xe ô tô 16 chỗ phát hiện ra có xe dừng đỗ là cách bao xa. Với đoạn đường cong ánh sáng yếu như vậy, cần phải thực nghiệm hiện trường để xác định khả năng quan sát của người lái xe 16 chỗ, từ đó xác định người này có chú ý quan sát làm chủ tốc độ hay không. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy Tài xế ô tô 16 chỗ hoàn toàn có thể phát hiện ra chiếc đang dừng đỗ phía trước có cảnh báo và hoàn toàn có thể giảm tốc độ, đánh lái để tránh một vụ tai nạn, nhưng do thiếu chú ý quan sát nên đã không phát hiện ra dẫn đến vụ tai nạn. Trong trường hợp này có thể xác định tài xế 16 chỗ có lỗi gây hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Với hành vi điều khiển phương tiện có lỗi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vị chuyên gia cho biết, đến nay cơ quan chức năng chưa làm rõ tốc độ và hướng di chuyển của chiếc xe 16 chỗ. Vấn đề này rất quan trọng để xác định người điều khiển chiếc xe có lỗi hay không. Tuy nhiên, pháp luật quy định, người điều khiển phương tiện xe cơ giới khi tham gia giao thông thì phải chú ý quan sát, không chỉ là quan sát thông thường và phải làm chủ tốc độ. Khi gặp chướng ngại vật phải giảm tốc độ đến mức thấp nhất, thậm chí có thể dừng lại. Pháp luật cũng cho phép các phương tiện hư hỏng có quyền dừng đỗ bên phải của chiều đường di chuyển và có cảnh báo đặt phía sau để tránh va chạm với các phương tiện cùng chiều. Vì vậy, trường hợp kết quả xác minh cho thấy nguyên nhân chiếc xe đồ kéo dừng là do hư hỏng, việc dừng đỗ không thuộc trường hợp pháp luật cấm, không có biển cấm dừng đỗ và đã có cảnh báo, vị trí dừng đỗ đúng quy định thì người lái xe đồ kéo không có vi phạm, không có lỗi và không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với vụ tai nạn. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình được xác minh và làm rõ. Vậy nguyên nhân thực sự đằng sau là gì? Lý do nào khiến việc xe 16 chỗ tắt hệ thống dữ liệu giám sát hành trình khi di chuyển hay chỉ là ngẫu nhiên? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ tai nạn này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video. Xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.